Thằng Suý thoát rồi. Kế của ông cũng được đấy. Nhưng tiếc là mất thêm thằng Thống. Thì mình ăn miếng to, cũng phải nhè cho chúng nó tí sụn tí xương. Thái độ lão Võng thế nào? Nói với bạn già của lão, vì con vì cháu mà sống cho phải phép. Nó sống vì con vì cháu, mày không phải lo. Nói với lão ấy, thằng Vinh đi dăm năm là ra thôi, còn vợ con nó tôi lo hết. Mà thấy quái nào, mỗi hai con rúi mà ông lấy đắt đấy. Bây giờ người khôn của khó, tao phải 3-4 đêm mà nằm trong rừng mới bẫy được nó đấy. Mở nốt con này ra xem nào. Không người ta lại tưởng ông sách ma túy đến cho tôi. Ui, yếu thế nhỉ? Bự chưa? Con này to ấy nhỉ? Chắc phải đến 3 cân đấy.